Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 8. Chúng ta đã biết cách tính ví dụ như là vận tốc hay là thời gian hay là quãng đường rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 9, đó chính là đồ thị, quãng đường, thời gian. Nói về đồ thị thì chúng ta đã biết nó gồm có mấy trục. Nó gồm có hai trục, một trục đứng đó chính là biểu thị quãng đường và trục nằm là biểu thị thời gian. Thường thì nó sẽ có đó. Ví dụ đây là quãng đường ta là đây là S, còn thời gian dưới là T. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang như vậy để biểu thị cái đồ thị này thì chúng ta cần phải có hai dữ kiện, đó chính là một là quãng đường, hai là thời gian T tương ứng với quãng đường đó. Hiểu chưa? Ta sẽ đi sang ở câu 9.1 em. Quan sát các đồ thị quãng đường thời gian dưới đây, hoàn thành thông tin trong bảng bằng cách ghi các ký hiệu ABC và các cột đồ thị sao cho phù hợp với mô tả chuyển động. Chúng ta nhìn nhìn thầy ở cái đồ thị hình A. Cái đồ thị hình A ở đây là nằm ngang luôn nè. Cái nào nằm ngang nghĩa là vật nó di chuyển không? Cứ nó nằm ngang nghĩa là lúc này là vật nó đang nghỉ ngơi, nghĩa là nó không chuyển động. Còn ở hình B, các em thấy nó từ vị trí xuất phát là không nè. Nó thẳng đều lên một cái đường thẳng này. Nghĩa là đây là vật chuyển động có tốc độ là không đổi nè. Em hiểu nào? Nghĩa là cả quãng đường và thời gian cùng tăng. Nghĩa cái này là quãng đường tăng, quãng đường tăng và thời gian cũng tăng, nên là vật chuyển động đều mà không 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 đổi về cái vận tốc luôn. Các em hiểu nào? Còn cái của cái anh C đầu tiên là anh tăng này, sau đó anh nằm ngang, nghĩa là anh lại đứng yên, rồi anh lại chạy tiếp. Các em hiểu nào? Ví dụ như chúng ta đi xe từ A cho tới B, sau đó C bây giờ anh nghỉ ngơi lại để cái đoạn này là nghỉ ngơi ăn uống vệ sinh nè, để cho khách xuống vệ sinh các kiểu thì C nó đứng im nè. Trong vòng ví dụ nửa 0,5 giờ hoặc là 1 giờ, sau đó hành khách lên xe tiếp tục là chuyển động. Chúng ta hiểu ý thầy nói không nào? Đó, như vậy ở đây người ta nói là mô tả chuyển động này, vật chuyển động có tốc độ không đổi là đây này. Vật chuyển động có tốc độ không đổi là hình B này. Đấy. Vật đứng yên. Đây, vật đứng yên này. Đó chính là hình A. Và vật đang chuyển động, đây vật đang chuyển động, sau đó dừng lại rồi lại gì tiếp tục chuyển động, đó chính là hình C đó, dễ lắm em hiểu không? Rồi chúng ta sẽ đi sang ở câu 9.2. Từ đồ thị quãng đường thời gian ta không thể xác định được thông tin nào sau đây. Thời gian chuyển động xác định được không? Được. Quãng đường đi được đúng không? Được. Tốc độ chuyển động được, hướng chuyển động chắc chắn là không được. Khi ví dụ như chúng ta đã biết được quãng đường, chúng ta biết được thời gian, thì chúng ta sẽ ráp vào trong công thức là V sẽ bằng S chia T. Như vậy ở đây chúng ta sẽ biết được vận tốc, chúng ta sẽ biết được quãng đường, chúng ta sẽ biết được thời gian. Nhưng mà cái hướng chuyển động thì chúng ta không thể biết được. Nha. Cái này thì dễ rồi. Chúng ta sẽ đi sang câu tiếp theo. Hình dưới đây biểu diễn đồ thị quãng đường thời gian và quãng chuyển động thời gian đồng trong khoảng thời gian là 8 giây. Tốc độ của vật là. Như vậy 8 giây ở đây. Em thấy thời gian T 8 giây đây. Anh hướng lên đây, em nhìn nè, hướng lên đây và anh ngang qua đây, 8 giây thì tương ứng là bao nhiêu mét? À, 20 mét này. Có đúng không? Đúng chưa? Như vậy ở đây này, 8 giây. 8 giây thì tương ứng là 20 m. Như vậy thì quãng đường ở đây là bao nhiêu? 20 m. Còn thời gian T em ta là 8 giây. Như vận tốc chỉ bằng là S chia T. Như bằng 20 chia cho 8. Đây, thầy sẽ bấm cho em xem. Chúng ta lấy 20 chia cho 8 sẽ bằng 2,5. Đúng không? 2,5 m trên giây. Đây, chúng ta sẽ chọn là câu D. Ok. Đấy. Để thôi. Còn ví dụ như ở trong cái bài này, nhưng mà người ta hỏi là 4 giây thì tương ứng quãng đường bao nhiêu? Thời gian T 4 giây thì đây, chúng ta sẽ kỹ lên đây. Và chúng ta giống qua đây. À, 4 giây thì tương ứng là 10 mét. 2 giây thì tương ứng đây là 5 mét. Còn 6 giây thì tương ứng đây là 15 mét. Ta thấy chưa? Là tăng đều như vậy. Ok.
Chúng ta sẽ đi sang ở phòng tiếp theo nha. Dễ không em? Ta đi sang ở câu 9.4. Người ta hỏi như này em. Hình bên biểu diễn đồ thị quãng đường thời gian của một xe buýt xuất phát từ trạm A chạy theo tuyến cố định đến trạm B cách A là 80 km. Ta hình dung ở đây, dù xe buýt nó chạy từ A chạy tới B và chạy tới B đúng không? Nghĩa cái quãng đường ở đây là bao nhiêu? 80 km này. Đấy. Như vậy ở đây người ta nói là xác định quãng đường đi được của xe buýt sau 1 giờ. Sau 1 giờ cỡ từ lúc xuất phát. 1 giờ đâu? Đây, 1 giờ đây. 1 giờ. Thì đây. Chúng ta thấy không? Tương ứng ở đây nó sẽ đi được là 40 km. Ta dựa vào cái đồ thị quãng đường thời gian thì ta xác định được thôi. Ví dụ như người ta nói là xác định quãng đường đi được của xe buýt sau 0,5 giờ. Ví dụ 0,5 giờ thì chúng ta lên đây, qua đây thì nó sẽ là 20 km. 1 giờ sẽ tương ứng là 40 km. Như vậy thì đây sẽ là 40 km, cũng không cần tính toán gì cả à. Sau bao lâu kể từ lúc xuất phát xe buýt đến trạm B? Sau bao lâu? Như vậy đến trạm B nghĩa là đến là 80 km. Như vậy đến 80 km là sau mấy giờ? Đấy. Chúng ta giống xuống đây. Đấy, chúng ta đâu cần tính toán đâu. Đó, là sau 2 giờ. Tại vì sau 2 giờ ở đây là tương ứng tới B, nghĩa là tới 80 km thì nó sẽ là 2 giờ. Từ đồ thị hãy xác định tốc độ của xe buýt. Đấy. Như vậy thì chúng ta thấy là 80 km này thì T tương ứng với quãng đường ở đây là sẽ là 80 km. Như vậy thì cái vận tốc V sẽ bằng S chia T, sẽ bằng là 80 chia cho 2 sẽ bằng là 40 km trên trên giờ. Xong. Hay là ví dụ chúng ta sẽ lấy thằng này cũng được này. Thời gian T chúng ta bằng 1 mà quãng đường là bằng 40, chúng ta lấy S là 40 chia 1 là bằng 4, 40 km trên giờ. Vậy thôi, ta lấy cái nào cũng được tại vì ở đây là chuyển động thẳng đều này. Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ xem này cái bài giải chi tiết. Có lời giải à, thầy đã soạn sẵn. Rồi, được chưa? Ok. Chúng ta sẽ đi sang ở cái bài tiếp theo. Đó chính là cái bài 9.5. 9.5. Bạn dưới đây ghi lại quãng đường đi được theo thời gian của một người đi bộ. Thời gian là 0 0 giây, ở đây là mét. 10 giây tương ứng là 14 mét, cứ như vậy. Dựa vào số liệu trong bảng hãy vẽ đồ thị thời gian quãng đường thời gian của người đi bộ. Rồi cái này chúng ta cần vẽ thôi. Đây. Thầy hướng dẫn em vẽ nha. Để vẽ thì chúng ta phải có cái thước, kẻ hai cái trục, một trục đứng và trục nằm. Trục đứng này luôn luôn biểu thị là S, là quãng đường, nằm thời gian T. Như vậy thì ở đây nó tương ứng quãng đường ta là 0, 14, 28, 42, 56, 70, 84. Đúng không? Xem thử nó có đều nhau, không đều nhau ha. 14, 14, 14, không đều nhau. Ở đây là từ 0 cho tới đều nhau này, từ 0 tới 60. Như vậy đây là 0, ở đây chúng ta chia đây là 10 đi, 20, 30, 40, 50 và đây là 60. Lấy thêm cái nữa đây là 70, tại vì nó đều. Còn ở trên đây á là chúng ta sẽ chia đây 0, 14, 28, cao nhất là 84. Thì chúng ta sẽ chia đây là 20, 40, 60, 80, 100. Ví dụ thế, chúng ta sẽ chia đều như vậy. Như vậy bây giờ 0, 0 là một điểm ở chỗ đây. 0, 0 là một điểm chỗ đây đúng không? Bây giờ 10, thời gian T chúng ta là 10, 14. 10, 14, 10 đây, 14 thì nằm chính giữa đây là 10, 14 nằm ở chỗ đây. Thì chúng ta dùng thước. Ở chỗ đây là 14 đây, ví dụ thế. Chúng ta sẽ dùng thước chúng ta nói lại. Đây. Chỗ đây là 10 14.
ta vỉ là một điểm này nữa. Rồi tương tự như vậy 20 28. 20 28 20 đây, 28. Chính giữa đây là 30, 28 vô đây. Tại vì nó không có đều của em, hiểu không? Rồi, đây. Được chưa? Cứ như vậy mà chúng ta sẽ vẽ lên. Thầy vẽ cái này nha, ví dụ 30 42. Thời gian T là 30 và cái quãng đường là 42 30 đây, thời gian đây. 42 thì trên chỗ này một xíu, chỗ đây đây, cho đây là 42. À, ví dụ thế, cứ như vậy chúng ta cứ giống lên. Giống cái này song song với cái thằng S này nha. Cho vị xéo xéo không được, sau đó chúng ta dùng thước ta đẩy song song với T này, lên đây chỗ 42 á. Ta vị ngang qua. Hai này giao nhau thì nó chỉ cách đây tạm một điểm, cứ như vậy ta vị lên. Hiểu chưa? Sau đó chúng ta sẽ nối các cái điểm này lại này. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy. Từ đó, từ đồ thị xác định tốc độ nghĩa là vận tốc đi bộ của người đó. Nè. Như vậy chúng ta sẽ lấy một cái đi. Ở đây chúng ta thấy là 60, ở đây là 84. Có đúng không? Thời gian T có rồi, quãng đường có rồi thì chúng ta sẽ tính là vận tốc thôi. Ở đây là 14 không? 14 28 cách đây là 14 phải không gan? 14 mét. Ở đây cũng 14 mét phải không? Như vậy nó trung bình là đều nhau. Nó đều nhau hết. Như vậy chúng ta sẽ tính một cái thôi. Như vậy chúng ta tính V sẽ bằng S chia T. Như vậy chúng ta lấy cái cuối cùng đi. Quãng đường chúng ta là bằng 84 chia đây cho 60. 84 chia cho 60 bằng ở đây là 1,4 mét trên giây. À, nó đều nhau hết nha. Nó đều nhau hết thì ở trong vở chúng ta sẽ có ô ly ấy. Ô ly thì chúng ta kể nó dễ, nó theo ô em, nó theo ô ly á. Chúng ta lấy cho nó đều nhau là được nha. Đây, thầy cũng đưa ra cái đáp án để chúng ta tham khảo này. Được thôi, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 10. Chúng ta đăng ký khóa học online thì thầy sẽ có đầy đủ đường link nha. Chúc em học tốt, bye bye. Ok.